đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nhiều ngày nay rác thải sinh hoạt dồn ứ, chất đống trên vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường. Khắp các tuyến đường Nguyễn Phú Đức, Nguyễn Tuân, Thượng Đình, Khuất Duy Tiến, xe chở rác xếp thành dãy dài khi không được vận chuyển. Nguyên nhân là do người dân các xã Bắc Sơn, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn ngăn chặn không cho xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn. Lượng rác của bọn em tồn đọng từ hôm thứ Sáu. Cái khối lượng nó có nhiều không? Khối lượng rất là nhiều. Bình thường ra mỗi một ngày bọn em sẽ vận chuyển đi là 15 xe tất tần tật. Thế nhưng mà bây giờ là trong vòng bây giờ là tồn từ hôm ý đến nay là bọn em vẫn chưa hề làm và còn nguyên xi luôn. Rác trong dân bọn em chưa lôi ra tí nào cả. Còn tại các khu tập thể nhà máy thuốc lá Thăng Long, khu tập thể Thanh Xuân Bắc cũng đầy rẫy rác thải sinh hoạt gây hôi thối, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Chúng tôi thấy ảnh hưởng nhiều chứ, bởi vì là cái mùi chuối nó bốc lên thế này. Bản thân chúng tôi ở đây khu tập thể thì đã là chật chội, nóng được khó chịu rồi mà bây giờ lại thêm cái mùi rác như thế này thì nói chung là rất ô nhiễm nhiều. Trong sáng nay, 14 tháng 11 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội và huyện Sóc Sơn đối thoại với người dân để trong ngày hôm nay có thể mở đường cho xe chở rác vào bãi rác, giải tỏa rác tồn đọng ở trong các quận nội thành.